Xin chào cả nhà. Cả nhà có muốn có những cái cây dâu tây như của mình không ạ? Đây này. Lên xanh tốt này. Và như một số bạn hỏi là cách làm đất như thế nào để mình trồng cây dâu tây cho nó quả nó to. Thì mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều đâu. Mình làm sao mình chia sẻ với vậy nha. Thì phương châm của mình là trồng để ăn, để chơi à, nên là mình sẽ làm như thế này. Các bạn thấy đây là cái phân hữu cơ mình tự ủ á, từ vỏ cà phê á. Trong này có nhiều con dung quế lắm này. Đây là dung quế này. Đây là con dung quế này coi. Nó nhỏ, rất là nhỏ nha. Đây nè. Các bạn thấy không? Mình không thích dùng phân bò, phân động vật, bởi vì những cái phân đó nó có nhiều cái mầm, cái trứng ấu trùng của giun sán lắm, mình không có thích. Nên mình chỉ dùng phân hữu cơ mình ủ thôi. Đây là từ cái vỏ cà phê, từ vỏ cà phê. Và cái chậu thì các bạn mua chậu to to á thì nó sẽ đưa cái dâu tây nó lâu tàn hơn. Còn mình dùng cái chậu này cũng hơi nhỏ đấy rồi. Chiều cao nó tầm khoảng 10cm. Đất nha các bạn, phải có đất nha. Các bạn ở vùng nào thì mình lấy đất ở vùng đó. Mà cái đất nào mà nó giữ nước tốt một chút đó. Nó phải có cái tính giữ nước một chút. Hơi sét sét một chút thì càng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái dinh dưỡng là mình có ở đây rồi nè. Thì các bạn cứ trộn. Tỷ lệ thường mình trộn là cứ 50 đất, 50% đất, 50% cái phân hữu cơ này. Tỷ lệ nó cứ bằng nhau. Và khi các bạn trộn, khi nào mà thấy cảm giác như là nó cái đất nó dẻo một chút là được. Chứ đừng có nghĩ là đất tơi xốp quá. Tơi xốp quá là mình không trữ nước được. Mình tưới một buổi sáng là đến buổi trưa là nó mất nước nhanh, nó héo mất đất nha. Mình trộn nó với phần này, các bạn trộn cho đều đó. Mình làm cho nhiều chậu luôn, bởi vì bên kia nó có nhiều cây ngó dâu tây nó mọc ra đó. Mình sẽ nhân giống nó ra. Nên nó dính này. Cái này thì chưa dính lắm này. Thêm miếng đất. Các bạn nhớ lấy đất ẩm ẩm á để trộn cho nó dễ nha. Nếu như cái phân hữu cơ của mình đây mình trộn theo tỷ lệ 50-50. Còn các loại phân bò thì các bạn để đập nhỏ cái phân bò ra nha, cái phân bò đập cho nó nhuyễn ra nha. Đập cho nó mụn ra như thế này nè. Rồi các bạn trộn vào. Nếu đập nhuyễn ra thì khoảng chừng là 30% phân bò và 70% đất. Bởi vì phân bò nó không có như thế nào nhỉ. Khi phân bò đập nhuyễn ra thì nó cái độ dinh dưỡng của nó khá cao. Mà mình khuyên các bạn đừng có dùng phân bò, gớm lắm. Dùng cái phân hữu cơ ủ sẵn cái này nha. Bây giờ mình hốt mình bỏ vô. Cái này là đất cũng hơi ít rồi đây, mà kệ đó, cũng không có cái gì là tuyệt đối cả đâu, tương đối thôi. Mình nhận chặt quá thì mai mốt là nó bít luôn cái lỗ thoát nước ở đây, nó không thoát nước này. Tưới nhiều là nó uống nó chết này. Mà mình làm xốp quá thì không thể tưới hàng vài tiếng đồng hồ tưới thì ai mà tưới cho nổi. Nhận vừa vừa thôi đó.
Rồi đất ẩm đây rồi nè. Mình sẽ dùng đất này là nó ẩm, rất là ẩm rồi, không cần tưới nước nữa. Nhưng mà bạn nào làm đất hơi khô thì các bạn cứ tưới nước cho nó, tưới nước lên cái chậu này nè, cho nó đất nó kết cấu với nhau. Rồi để khoảng một thời gian, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì mình hãy trồng. Còn bây giờ đất của mình ẩm rồi, mình trồng luôn cũng được, rồi mình tưới sau cũng được. Mình chắc chắn là mình tưới nó không tụt xuống bao nhiêu nữa, nó tụt xuống ít lắm. Mình sẽ đi lấy mấy cái ngó của cái dâu tây, hoặc là mình bứng nhân giống bên này ra. Để mình đi tìm coi thử là cái cây nào mà cần tách. À đây nè, hồi nãy mình nhổ đây nè, hơi ẩu rồi, nhổ nó ra. Đây, mình đã tách được một cái dâu tây con từ bên cái chậu bên kia này. Có chó vào chơi nữa hả? Chó mèo. Các bạn xới nó lên nha. Rễ ở đây nó có sẵn rồi. Các bạn trồng sâu sâu xuống một chút nha. Mình trồng cạn quá là mai mốt là cái thân nó mò ngò lên trên đó. Đắp bên này, nhận kỹ kỹ một chút. Rồi khi mà mình mới bứng, mình dâm nó qua bên đây thì nó hơi bị thương một chút cái rễ. Ở cái rễ này là các bạn đem nó vô mát mát, cho mát một chút nha. Cái này chắc là mình trồng nó cũng sống đó, nhưng mà mình không thích, bởi vì mình có rất nhiều cái cây con bên này bứng tỷ lệ sống cao hơn. Đây các bạn thấy, ở bên kia nó mọc lan qua bên kia, mình dùng dao mình chắn bên này, chắn bên này, chắn bên này, nó sẽ tạo một cái bầu đất nhỏ này. Nếu như có cái ngó đó các bạn cứ găm nó vô đây luôn. Mình trồng cái này xong rồi tí nữa mình cho các bạn xem mình cách mình găm cái ngó xuống đây. Cái chậu này hơi nhỏ rồi. Đây này các bạn thấy cái ngó cái dâu không? Nó mọc này, nó mọc từ cái cây to giờ nó dài rồi. Các bạn cứ để chậu, thích thì các bạn cứ để chậu sát lên đây. Cái chỗ này nó có rễ này, cắm nó vô. Cắm nó xuống, làm sao đừng có lắp cái ngọn ở trên này là được. Vậy đó, khi mà mình để ở đây mình không di chuyển cái chậu nữa nha, để đó luôn thì nó mới yên vị và nó mới mọc ra rễ được. Anh chuẩn bị ra ngó tiếp này. Cái này mình cần mình cắt bỏ đi. Nếu như các bạn mà muốn cái dâu mình nó ra trái to, đúng không, thì những cái ngó nó ra này các bạn cắt bỏ hết. Mình đang muốn nhân giống nên mình để ngó nha. Cứ ngó nào mà nó thò ra này cắt vứt. Còn cái hoa của nó thì nó để mình cho các bạn xem cái hoa của nó đây này. Cái ngó đó nó không liên quan tới hoa đâu. Đây, cái hoa nó ra đây này. Chưa gì là sâu bụp rồi, sâu cắn rồi này. Cái hoa này không ăn thua nữa, bị sâu bụp rồi này. Các bạn thấy không? Chắc là không á. Đây này, bên đây chắc thấy này. Đó. Thằng này nè, đây cái này là nó, hoa của nó đã đậu trái rồi.
nó khác cái ngó. Cái ngó là nó có cái chồi mầm đằng trước đó, còn cái này là nó không phải ngó đâu. Đó. Ở đây mình trồng cho nó an toàn để mình ăn cho con nó ăn thôi. Đấy. Mình tuyệt đối không dùng phân hóa học cũng như là không xịt thuốc gì hết. Khi nào mà nó hết dinh dưỡng nó tàn ở đây thì mình sẽ thay bằng cái chậu khác, mình cũng dùng như vậy. Và mình lấy cái cây của nó, mình dao á, mình bứng nó đi, hoặc là mình để ngó cho nó sang cái chậu khác rồi mình sẽ dâm vào. Vậy thôi. Mình trồng ở đây số lượng ít, chủ yếu là để giải trí. Còn trồng với số lượng nhiều á thì mình cũng chưa làm nên mình cũng không có kinh nghiệm đâu. Trồng số lượng nhiều để hái dâu để bán á. Hoặc là các bạn trồng theo hướng hữu cơ Việt Gáp gì đó thì nó có những quy trình sẵn rồi, mình cứ thế mà áp dụng. Còn ở đây là mình chia sẻ cách làm ở gia đình vui chơi. Nếu như bạn nào mà xem mà có cái phản biện gì đó thì cứ comment bên dưới cho mình để mình biết nha. À, cái này trồng vẫn được này nha, cái rễ nó đang còn tốt này. Cái này mình bỏ qua chậu khác đi. Hồi nãy mình dơ cao quá hả, các bạn thấy hả? Này vẫn trồng được á. Cái này mình sẽ dùng cái này để mình cho vào cái chậu khác. Chậu này mình làm xong rồi mai mốt mình sẽ quay kết quả lại cho các bạn xem. 3 cây nha. Hồi nãy ông chú ông sao kêu là mình trồng kiểu thì kiểu chứ phải phân hóa học nó mới có to quả. Thì đúng rồi, bỏ phân hóa học dĩ nhiên nó phải to quả hơn thôi. Nhưng mà cốt lõi là mình không thích bỏ phân hóa học, vậy thôi. Các bạn có trồng theo như mình thì nó sẽ an toàn và con cái nó ăn nó khỏi phải đậm lo gì hết. Mà mình đặc biệt là mình ghét trồng cây ăn trái mà trồng bằng phân bò, mình không thích. Phân bò phân heo rồi đó mình không ăn đâu, mình chỉ lấy cái hữu cơ rồi cái vỏ cà phê, vỏ bắp rồi mình ủ lại rồi mình làm đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Bye bye.